Ôi chiều nay có mưa mày, mưa nó bảo mưa đấy, thì mưa ngày phải mai có mưa đấy, để 40% không thành ra là không chắc hả? Không chắc rồi rồi không rồi, ngày mai cũng đâu có đâu, ngày mai có, ngày không. Mai lạnh nhá thầy, nó báo mà dẹp luôn rồi. À thế hả, dẹp rồi, báo bữa nay lạnh nhất mà nó cũng đâu có đâu, rồi nó báo ngày mai cũng dẹp luôn nữa rồi, cho tới thứ bảy á thì mới 80% mưa, tắt nước tới nãy giờ. Thầy sao thầy không thay cái bơm này nè, để vô không được hả? Chưa có nhiều, nó chưa có nước đâu, hôm nay gặn dồi sách nè. À, à. Kể chứ thể dục luôn. Nhưng mà cái lưng thầy còn đau không? Nó còn hơi hơi à. Nó hơi chứ nó không nhiều. Năm nay nó hơi, chắc có thể năm nay nhà có ăn chuối, đang ăn chuối được á. Còn không? Còn. Ăn chuối nó mới có cái ấy, nó đại ăn nào. Nhiều ngày nào cũng ăn trái hồi đi. Trước, giờ ráng ăn, hồi trước đâu biết ăn chuối đó đâu. À, chuối mà không biết ăn đấy hả? Chuối già ăn được không quên hả? Giờ ăn nó mới không sao, chứ hồi xưa ăn nó trúng á, sợ. Giờ mới ăn được. Chuối ngựa thì ăn chuối tiêu thì ăn được. Chuối tiêu ăn được, chuối sứ ăn được. Chuối già trúng một lần nó tẩn luôn, nhưng mà giờ thì ăn không sao. Nè. Chuối bên đây... Chuối tốt lắm mẹ ơi, chuối tốt lắm. Nó rẻ là... nữa. Việt Nam chứ cũng rẻ vậy. Không, Việt Nam thì chú già không rẻ. Chú già ta trồng ít, còn bên đây chú già ta trồng nhiều á. Quá trời nhiều lắm nè. Rồi. Rồi. Rồi sao? Phao. Họ ăn cái giống gì mà thúi không thể chịu nổi không, thấy không? Tôi để ở đây nè, để nó chịu không nổi, phải kéo qua đó làm cho gió nó tặng bên kia. Nó thúi kinh khủng vậy đó. Của ai? Bên nhà bên đó đó là kéo trước là để nè. Tại vì chắc họ gì thúi quá, họ kéo trước. Họ kéo ra. Mà mấy cái thùng ở nhà bên đó vậy nó sao ngoài đời ăn cái gì mà nó thúi quá trời quá. Ăn thịt nhiều nó vậy thôi thầy. Bởi vì tại sao cái thay người, cái thay chết tới cái thay người là thúi nhất là vậy đó. Nó xì lên, tại vì nó xì lên đó. Con người mà tới chừng mà chết là cái không có cái thúi nào bằng cái thay người hết trơn. Tại ăn đòi dồn vô bao nhiêu. Xác thức vật cũng vậy thầy, xác thức vật cũng thúi vậy. Không, thúi vật thúi nhưng mà không bằng thay người. Thấy không vậy? Tại vì con nó ăn tạp mà. Nó ăn tạp chứ không ăn rau cỏ này kia, nó đâu đến nỗi. Còn con người ăn con vật á, cho nên nó thúi kinh khủng luôn. Mà lại đã đủ thứ chuyện. Thành ra cái thân con người giống như cái gọi là cái nghĩa địa đó. Đó, đúng rồi đó thầy. Đây bao nhiêu xương sẩu thịt cả cái vấn đề bỏ cho có bao tử đây để chôn nó. Thúi quá trời ơi. Mà sao hồi ăn á, chiên xào đồ thấy nó thơm nha. Mà để ở đây nè, mà tôi ngồi chịu không đổ, tôi nhức đầu, tôi rửa mặt 2-3 lần rồi chịu hết nổi, tôi kéo lên đó. Mà mai giờ anh đó giờ họ không có ở hết, chứ họ ở hồi cầm lên. Thú gì mà thú quá trời thú luôn. Bởi vì gió nó bệnh nó bay qua đây nè. Đó cho nên phải buộc lòng phải để bên đây thì nó tạt ở bên kia. Cái cây này có bông vài ngày đó nó lại hết rồi thầy. Cái cây màu trắng nó không đẹp. Thế hả? Màu trắng nó không đẹp mà màu đỏ nó mới rực rỡ, mà màu đỏ nó mới nó chết rồi còn. Nó lên lại đó chứ thầy. Nó lên lại chứ phải không? Thì nó lên lại cây nhỏ từ từ. Để bên nào có cái cưa rồi cưa mấy cái nhánh chết bỏ. Hy vọng là năm nay thầy có nhiều rau để ăn. Ráng ăn rồi, ăn rau dữ lắm á. Hồi nãy luộc có bánh hổi mà cuốn rau với cá chai là này làm đó. Nó mới cho cô gửi cho cô Lan biết đó. Đó rồi cuốn ăn rau dữ lắm. Chứ không ăn nó nóng chịu không nổi. Nhưng may á, thầy đâu mà ăn đồ nóng á. Thầy không ăn đồ nóng mấy á. Cũng không ăn được. Mai cũng gọi là tiết chế á. Đạo là tiết chế. Từ cái ăn uống rồi tiết chế lắm á chứ. Không có dám ăn. Ăn thứ nhất là không có uống nước lon nè. Thấy không? Không, ừ, nước ngọt đầy đường nên uống. Không bao giờ đấy uống đổi. Kẹt lắm á. Thí dụ đâu, đi đâu á. Đi đâu mà nắng quá. Thí dụ uống như có mấy cô rồi thì chơi một chút vậy thôi. Thì nó đâu có nhầm gì. Trong khi Mỹ nó uống hàng ngày, nó uống một ngày bao nhiêu ấy. Là đồ quá chất, đồ hộp rồi này không ăn nè, đồ lon không uống nè, đó rồi ăn tới thậm chí mấy cái đồ mà lên meo lên móc rồi này cũng ăn nữa, đỡ gì cũng đỡ bệnh á.
Trời lên mang lên mất rồi thì anh sao được mà ví dụ như tương trao ăn hoài luôn không tốt đâu. Dạ, tương trao tương trao với đồ đó mai là ăn kỹ lưỡng lắm đó, mà cũng vậy. Nhưng mà có cái ăn ngọt là tại cái người miền Nam lúc nào nó có đó. Bữa nay làm thử nghe qua ông nói, cô Lan nói làm đằng này pha nước tương nó chấm mà nó không có ngọt mấy sao ăn tập bỏ bớt. Nhưng mà ngọt là đằng này ăn đường mía không à, ông nhớ là ăn đường mía không à, vì cái đường mía để vô đó nó khó có thể lường được lắm. Đường mà đường mía đó đường ấy đó mà cái vị giác thể quen rồi, thể quen cái ngọt rồi. Canh chua đó thì phải là cay chua ngọt là cái vị của miền Nam. Hải kho khô á thì phải ngọt mặn, ví dụ kho quẹt hay kho khô gì đó thì nó phải hai cái vị đó. Còn kho thì ra kho, xào ra xào, nó xào thì đằng này không có để đường, không có để muối, chỉ một canh là đủ rồi. Bây giờ một canh nóng á. Dạ đúng rồi. Hay còn không? Còn nó tùy loại chứ. Nhưng mà đại ý là cái thức ăn của thầy tương đối là ngọt. Vâng, dạ, đúng rồi, thầy ngày 10 miền Nam là vậy hả? Nhiều người ta ăn mặn người ta chịu không nổi. Ngày nay anh thấy nó còn quen uống cà phê, tại vì một là cà phê đen là không có miếng đường nào. Kinh vậy đó hả? Tao uống được hả? Không, dạ được. Hai là phải ngọt, nhưng mà cái thứ mà lạ nó bực mình dữ lắm. Cái gì cũng vậy, chè cũng vậy. Cà phê đen mà thầy uống được hả? Dạ được. Chè thì không, cà phê đen thì uống chút thôi. Chè thì vậy cũng vậy. Một là coi như là đừng nói chè thì thôi, nói sao được, hả, chè thì phải ngọt. Người ta đã gọi với chè. Nhưng mà này họ sợ được cát trắng lắm, ăn đường mía Florida đó. Chắc thầy lên tí tuổi mấy năm nữa chắc thầy bị tiểu đường lắm. Bây giờ thầy chưa bị. Tình trạng này tại con trẻ quá, dưới 50 mà. Nhưng mà thầy qua. Nhưng mà mấy ông bạn đằng này là tiểu đường hết 90% rồi đó. Mấy ông bạn học ngày xưa được thường thường vậy đó, cỡ tuổi đằng này là tiểu đường 90%. Kinh vậy đó hả? Mà thầy chưa bị đó. Thầy chỉ biết là thầy chưa bị. Không biết thầy dứa thầy ăn cái gì thầy đỡ. Đó hồi xưa ăn cái đam với rau má, rau đắng rồi ăn dữ lắm đó. Đó chuẩn bị tới rau đắng nè. Có lên không? Rau má có lên rồi. Rau má, rau đắng lên rồi nè. Mà dưỡng nó để cho nó lên nhiều nhiều. Ăn vậy cứ gọi là thòn đại vô mấy cái đó vậy mà nó đỡ tiểu đường. Chứ rau lan, rau muống thì tiểu đường nha, mà rau lan nó không tiểu đường nha. Rau muống tiểu đường cái này. Dạ, yeah. Ăn tiểu đường ăn rau muống vô nó thông tốt. Trời, cái dân Bắc Kỳ vốn ăn rau muống không thầy có biết không? Tại vì rau muống nó có chất sắt, còn cái rau lan nó có chất chát. Thật sự thấy rau lan rõ ràng, cái nước rau muống tôi uống với nước rau lan tôi đâu có uống đâu. Vâng, rau lan tốt lắm. Nó rau muống cho trái cà chua vô, tại vì không biết ăn chua chua. Nghèo ăn vậy không có này khổ lắm. Mà dân Bắc Kỳ ăn rau muống không? Con nói thầy nghe, 100%, 90% ăn rau muống không? Nó tiêm nó kêu suốt rồi đó. Thôi được rồi, thầy yên lành rồi. Thầy sống yên lành thôi, đỡ chuyện gì cả. Thầy chơi việc mà tôi. Cái tâm thầy mà yên lành, tự tại, không lo nghĩ cái gì, đỡ khổ lắm nha thầy. Con nói thật, không phải lo nghĩ cái gì. Cái gì thầy như là set up rồi. Nó từ từ nó tới thời gian nó tới thôi. Còn mà vô phương nghe, mình sống mà mình bớt cái bớt thôi, mình đã tiếng bớt cái. Bớt cái tham. Bớt cái ham muốn nó nhẹ lắm. Ví dụ như giờ thấy không? Tự nhiên hộp trà, tự cho hộp trà. Giờ trà là mày uống cầu xin lỗi một năm nữa không hết. Nhưng mà tại sao uống cái trà này thấy nó ngon, không phải là nói là định đa. Nhưng mà cái này là cái tấm lòng, tôi mua trà organic. Uống mà là học trò thân cũng như là họ nghe pháp, họ cúng mình uống đó. Giống như mình không có bắt nợ, bắt nợ uống nó ngon sao á. Còn có những cái loại trà, trà nó ngon, thiệt ngon, nó thơm, ngào ngạt. Nó giá trị, thì uống vô rồi, nó giống như nó muốn ở dính cần cổ á. Mà này trà đâu có gì đâu mà đằng này uống pha chăm vậy nè, bỏ vô vài hộp thôi rồi cái uống cả ngày cứ hết cái chế nước nào sôi vô hết, chế nước sôi vô tới tối thì cũng được á. Dạ thì nguyên chất cái trà gọi là trà, giống như trà xanh vậy đó, nguyên chất như cái nụ mà nó nụ không có gì mà không thấy. Dạ, nó nguyên cái đọt trà mà ta xoắn cái nụ không đấy.
sáng là thì cũng thể ngủ được không? Được, giờ ngủ ngủ à. Ủa vậy? Giờ ngon vậy đó hả? Tập quá, không muốn giờ tối thì ví dụ như nóng bức á, thì ra giọng nằm đó ngủ quên, chừng nào ngủ quên đã nó mệt mỏi giống như ngủ nghiêng cái đầu rồi nó đau nó mỏi thì đi vô trong trong phòng vậy thôi, sống tự tại á. Đó chị thấy thoải mái không? Không nghĩ ngợi cái gì cả, không phiền phức cái gì, không lo lắng cái gì cả, nó sẽ rất sướng lắm này. Mai giảm cái sáng soạn bài rồi, mai giảm tới cái bài tiếp tục Đức Phật biểu xa lìa cái dục, cũng dục nữa, dục với danh. Trong 42 chương tứ thập nhị chương mà hết 16 chương Phật nhắc cái chữ nói về dục rồi đó. Nên ngày mai cái tựa đề là tham đắm dục tình. Con người vì tình dục mà cầu ư thanh danh, Đức Phật nói. Mà khi mà cái thanh danh đó, nó hiển lộ đó thì con người đã chết rồi. Cái bài này là bài ruột của tôi thích đó nha. À, Đức Phật mới là giống như mỗi lần thắp cái nhang, thắp cái hương mà cái hương nó đã tàn, ở cái hương mà nghe được cái mùi hương thì tàn nó đã rớt xuống rồi, nghĩa là cái hương nó đã tàn rồi. Con người mà chạy theo cái tình dục, cái thanh danh đó mà khi mà nghe được cái nó phản phất cái mùi bất cứ mùi gì không thì nó đã tàn rồi. Cái bài mai thấm thía lắm. Đó là vậy mà Đức Phật nhắc nhở tam pháp ấn á, ba kỳ rồi là giảng về vô ngã, vô thường, vô thường, vô ngã, niết bàn. Đó là tam ấn à? Tam pháp ấn. Vô thường, vô ngã, niết bàn. Niết bàn. Rồi có một giai đoạn thì cãi với nhau đó là tam pháp ấn là vô thường, vô ngã, khổ. Dạ. Không phải, vô thường, ngã, niết bàn. Tại vì họp cũng tới rồi. Rồi mấy thầy bảo thủ cái tư tưởng của mình chứ. Nếu nó vô thường, vô ngã, khổ thì Phật nó pháp chi? Cậu hiểu không? Nếu nói là khổ thì Phật... Niết bàn đúng rồi, đúng rồi. Bởi vì còn nếu mà nói tình mình nói là tứ pháp ấn thì mới có khổ. No, nhưng mà nếu mà thầy nói như vậy thì vô thường, vô khổ, y vô ngã, vô khổ. Không. Không được hả? Vô khổ là lạc rồi, còn nữa vô đó khổ. Đó thì là niết bàn đấy. Không. Nếu mà vô khổ thì niết bàn đối. Thì ai nói ngược vậy? Thầy ơi, thì là niết bàn là vô khổ, sung sướng rồi. Tại vì chứ vô, tất cả đều vô hết, vô thường. Cái chữ niết bàn không có, bởi vì nó vô khổ thì nó còn đối với lạc đâu có được. Cho nên cái chữ vô niết bàn dịch ra mới chỉ là chữ diệt á. Dạ. Chữ diệt là chữ vắng lặng, tịch diệt á, nói cho đủ tịch diệt. Đó có hai cái cách, cái thật sự cái từ đó thì nó xuất phát từ cái tiếng Phạn. Dạ. Là nơi hoàng. Thì hai cái trường phái, một cái xe nó chở gì? Dạ. Ông có kêu nó chở, nó hốt đóng rồi chưa? Vâng, thầy con kêu. Hết kịp nữa rồi, nó thứ tư hết kịp nữa rồi, kêu đâu kịp nữa. Nó thứ hai ông kêu hốt cho rồi đấy. Không, thành ra cái chữ niết bàn kêu là nói địa chỉ nhà bên đây, khi nói nhà bên kia nó bị niêm phong rồi. Hả? Không có nhà bên kia nó bị niêm phong lại dụng mà, tại vì không có xài nước á. Vâng. Thành ra cái giống như cái thùng rác kìa rồi nó lấy rồi. Nó dán giấy á. Yeah. Nó dán giấy thì không biết nó dán giấy gì mà mình hiểu là nôm na là ý nó nói không có đổ thùng này nữa đó. Yeah. Rồi nó đổ xong nó liền trên bờ đó, nó liền khác hay các cái thùng khác. Thì cái bên đó không có xài nước hết đó, không có nước, nó đi liền rác phải không? Không, nước đi liền với cống. À còn rác đi rác đi riêng. Và tiền nào nó đi tiền nào? Nước, tiền nước, tiền cống, 2/3 tiền nước là tiền cống. Còn rác nó tính như còn tiền nào? Còn rác tính như cái tiền thế nhà này. Ồ vậy hả? Dạ.
Ủa vậy tại sao mà nó dán cái giấy đó? Dán giấy là nhà này không có người ở rồi. Vậy đừng có xa cái này, cái trong thùng rác nó có cái địa chỉ. Vậy hả? Dạ thì nó biết là nhà không có người thì nó bảo thôi đừng có ra, nó báo nó hết rồi. Trở lại thì cái chuyện niết bàn á thì thật ra thì nó là cái ly phượt. Đúng là chuyện niết bàn là nó ly phượt. Phượt. Phượt, phượt là nó trói buộc đó. À phượt là trói buộc, phượt. Dạ. Là mở được cái gút trói buộc thì niết bàn. Dạ. Thì thành ra chỉ nói là vô khổ hay là khổ thì cũng không đúng, vì gì nó chỉ đúng một cạnh thôi chứ nó không đúng toàn diện, vì nó niết bàn nó bao trùm hơn. Tại Phật vừa nói ra dạng đầu tiên là tứ diệu đế rồi, nhưng mà cuối cùng Phật nói cái chữ niết bàn là diệt đó. Dạ. Khổ đầu nhưng mà cuối cùng có chữ diệt đó. Vâng. Diệt đế thì nói diệt đế là niết bàn đó. Dạ. Diệt là niết bàn đó. Dạ. Thành ra bên Bắc truyền thì dịch cái chữ niết bàn là chữ diệt hay là tịch diệt hay là trạch pháp vô vi hay là ly phược. Còn bên Nam truyền á thì dịch đó là bỉ ngạn rồi vô tận bất tỳ thế rồi vô song rồi bất khả diệt. Đó, nhưng mà cuối cùng á nói cho đã mà cũng phải mượn cái từ Hán hết, có thấy không? Nên nãy tôi phân tích, tôi nói mấy ông Nam truyền á, nhiều khi ngồi nói mấy ông Bắc truyền này lệ thuộc Tàu, lệ thuộc cái Hán, mấy ông không lệ thuộc á, không có mấy chữ đó bao dịch đâu có được. Ví dụ chữ bất tỳ thế thì cũng phải chữ Hán rồi. Tất cả chữ Hán hết rồi. Bất tỳ thế là chẳng có theo, chẳng có tùy cái theo, chẳng có theo đời là niết bàn á, rồi bỉ ngạn là đến bờ, lên bờ bên kia thì cũng là tháng hết. Cho nên nếu như không có qua ngưỡng cửa đó thì cái chữ niết bàn này nó cũng khó. Thành ra là cuối cùng dịch ra cái quốc cửa là vắng lặng. Là vắng lặng cái gì vắng lặng? Cái tâm. Nó cũng khó. Thành ra đó, ngày xưa mà Đức Phật nói người tu là đạt tới chỗ niết bàn thì A-la-hán đạt tới niết bàn đó, thì mình ra mấy chữ mới dịch ra là chữ vô sanh đó. Vô sanh là niết bàn. Không luân hồi nữa hả? Không, thì có bắt đầu mới bắt đầu á. Có nhiều người bắt đầu đặt vấn đề ta hồi thật. Ủa gì nó luyện gì vậy? Không. Nó luyện báo chứ không gì thì cái bịch đó. Mấy thằng quỷ thì tối đi ra nó luyện báo mà mình. Đây hả? Thì đưa báo thầy lấy vô. Ngày nào cũng dục thấy một tiếng Anh nó biết gì coi đâu. Không phải lấy vô thầy gói đâu còn. Trời gói đâu mà gói. Dịch nó nói liền cái bịch. Ủa ông không nghe không? Con có nghe cái bịch cái mà con không biết tiếng gì bịch. Nó đưa tay nó chào. Ủa mà sao nó chạy xe đẹp quá đi bỏ báo? Cái đó là thường thầy đi bỏ nó bảo đâu phải mình chỗ thầy đâu. Nó làm cái đó là cái job của nó thầy. Ủa mà sao nó chạy xe đẹp quá đi bỏ báo? Không cần xe đẹp thế giới gì cả. Người Việt mình cũng có người làm cái đó đó thầy. Đi bảo sáng giờ sáng sớm nha, 4-5 giờ dậy thì đi. Biết rồi. Có nhiều người làm gì đó nhưng mà nhớ mấy người nghèo tao mới đi bằng bộ hoặc tao đi bằng xe đạp hoặc tao đi bằng gì tao bỏ báo chứ sao chạy xe gì mới cáo cảnh thì bỏ báo. Dạ thường đấy đây. Dạ thường thôi chứ thường mấy người nghèo đi bỏ báo. Giờ ví dụ tôi xin cái giống đó tôi làm nữa, nó đi bỏ hàng xóm nè, đi mà bỏ về thật chửi nè, tôi chửi không ai. Ngày nào mình cũng bắt công mình vô lựa mình dục, nó đi ngang nó dục cái bẹp mà đều bỏ cho túi mũ đàng hoàng. Với túi mà tới mũ thì phải đâu có lấy làm gì, bên đây nó dư rồi phải vậy. Nó là những cái công ty quảng cáo, nó là quảng cáo để nó thuê người ta đi làm như vậy, nó trả tiền. Nó dùng cái bẹp bao giờ cũng vậy. Nó cái thành ra trở lại cái vấn đề mà mấy vị cũng tới hỏi Đức Phật cũng nhiều cái cũng rắc rối lắm chứ tự nhiên hỏi chứ vậy Đức Phật kìa chứ. Mấy vị tu và chứng niết bàn rồi đó, ở đâu đi đâu này rắc rối đó, Phật cầm linh cũng đâu trả lời đó, đâu phải cái gì Phật cũng trả lời, ông hiểu không? Rồi cái có lần hỏi riết thì có lần Phật nói củi hết lửa tắt, củi hết thì lửa tắt, bốn chữ đó hà, rồi niết bàn á
cuối cùng là niết bàn là vậy đó, là củi hết lửa tắt. Nếu ông không đút nhiên liệu vô nữa thì lấy đâu mà lửa nó cháy. Vậy thôi, muốn hiểu tôi hiểu. Chứ giờ hỏi đi về đâu, Phật trả lời đi về đâu. Thầy cũng nhiều người hỏi rắc rối lắm á, chứ không vừa đâu. Thì cái thắc mắc là bao giờ không có thắc mắc thầy. Như hiện tại con đương thắc mắc á, thầy Phật dạy là tùy hỷ. Mà sao nữa? Tùy hỷ nghĩa là gì? Là mình vui theo cái việc làm tốt của người đó. Còn nếu mà người ta làm xấu? Xấu thì mình không có tùy hỷ. No, có người ta tùy hỷ thầy. Người ta thích. Cái đó là đời con người ta... Không, đời đấy, con nói chuyện đời đó. Xin thầy gọi làm sao? Thí dụ nó người ác sẵn rồi, nó gặp người ta làm ác nó mừng lắm. Thì đến, nếu người không tu thì ta đâu hiểu danh từ của Phật đâu mà lo. Kể nó tùy, nó tùy. Nhưng mà còn, trường hợp nếu mà mình gọi như trường hợp nó cũng nó vui. Vui theo cái ác của người khác thì cứ gọi nó là nó cộng nghiệp. Cái đó gọi cộng nghiệp á. Là cộng nghiệp ác á. Đây đây à. Chứ đâu có nói tùy hỷ được. Bởi vì trên phương diện đạo Phật á, cái lý của đạo Phật dạy là trên con đường thiện. Dạ. Đường tối thượng. Dạ. Thì bây giờ mình cái gì tối thượng mình ghép vô, chứ còn cái nó làm ác thì dù không lẽ ghép vô tùy hỷ, lấy danh từ của Phật nó sử dụng không được. Rồi ai muốn sử dụng của danh từ đó cũng đâu phải riêng của Phật, nó cũng của là cái từ Hán tự thôi. À, nhưng mà ví dụ như cái người làm ác mà người làm theo nó gọi là cộng nghiệp, còn thế gian họ gọi là hùa. Nó vui chứ, nó thấy người ta làm ác là nó vui lắm. Như không. Cái tụi kia nó chặt đầu á, yeah. À, mấy tụi Hồi giáo nó chặt đầu người ta đó thầy, ừ. Biết không? Nó chặt đầu, nó cho con nít chặt đầu người ta. Nó bắt được cái người Mỹ, người Anh gì đó, nó chặt đầu, ừ. Nó khoe lên. Rồi nhiều đứa lại thích, nó khổ vậy đó thầy. Đó là nó cộng cái nghiệp ác nhau đó. Bởi vì cho mình thấy đáng thương, nó không có hiểu được cái nhân quả. Cái đó là phải còn con người đó, nó cuồng, cái đó phải có cái cuồng đó. Nó khoe lắm rồi, nó khoe lắm. Nó lên nó chặt đầu người ta mà nó khoe rúi rít lên. Mà nó cho thằng con nít. Thế nên hay mình nhiều khi mình nghĩ nhớ ơn Đức Thế Tôn. Dầu như thế nào đi chăng nữa, nhưng mà đạo Phật mấy ngàn năm nay không có vấn đề mà gọi là tàn sát. Vâng, cái đầu tiên được gọi là sát sanh. Không có mà đầu rơi máu đổ, ai kiếm chuyện thì kiếm. Chấp nhận hy sinh. Bởi vì cho nên cái đạo Phật là đạo hòa bình là vậy đó. Nói chứ la, ví dụ như mình như tôi đi đụng chuyện tôi vẫn la làng vậy, nhưng mà làm cái ác không bao giờ. Ông thấy không, bao giờ tôi nói ông là mới mốt mấy người đó sẽ thế này kia ông không dạ nghe nó ôi mấy người này kệ mẹ nó thế này thế nọ, mình chửi thôi chứ rồi thôi, chứ đâu có mà mong cho người ta được thọ cái quả báo ác đâu. Mình không có nghĩ điều đó, cho nên đạo Phật, Đức Phật dạy rõ lắm, mình đi từng bước vậy đó. Giận thì có quyền mình bực mình, ai cũng vậy, đau chân thì phải há miệng, ai cũng còn cái bản ngã. Cho nên hồi đó ông vua Di Lan đó, chém đầu tổ thứ 24, tổ sư tử đó, chém đầu rất ngon lành. Bởi vì hồi đó tội thương, nhưng mà nếu mà truy ra cái nghiệp căn nghiệp quả thì chắc tổ cũng là mắc nợ ông cái đầu hay sao kiếp nào đó, giống như tổ Huệ Năng mà lúc mà ra mà nó mướn nó vô nó chém đầu thì tổ đó tao thiếu nợ ông bằng vàng chứ tao có thiếu nợ bằng đầu đó. Nhưng mà chắc tổ sư tử là thiếu nợ ông vua này cái đầu, tại vì lý do là lúc đó có một số giả làm người tu á, giả tùy kheo, để mà vì lúc đó ông vua ông tôn trọng đạo Phật lắm. Thế thì muốn giết ông vua không cách nào được, nó mới giả làm tỳ kheo, giả tu á, vô để trà trộn vô để mua xác vua. Nhưng mà ông vua không phát hiện ra được, giận quá giận. Cuối cùng ông giận quá, ông xách gươm tới, ông kề gươm vô cái cổ của tổ sư tử đi mà. Hỏi chứ ta hỏi người có người tu mà người có sợ chết không đấy không? Ta đã đạt, ta đã cuộc đời này ta đã thấy nó vô ngã rồi. Nói họ nó vậy thì ta gì, nếu người thật sự vô ngã ta muốn lấy đầu người được không? Nói, ta đã thấy nó vô ngã rồi, ông muốn lấy ông lấy thì cuối cùng chặt rớt cái đầu tổ sư tử xuống. Thì cái đó cao quá.
hả? Cao quá. Thật ra nó nhưng mà cao quá trời. Nhưng mà đến giờ phút đó mà nói được như vậy là cao quá. Thì bởi vậy cho nên nó cũng nhưng mà điều nói đi nói lại là chắc cũng là cái nhân quả của tổ sư tử với ông vua này chắc cũng nhiều đời nhiều kiếp cũng có mối gì với nhau rồi. Nó ngay chứ đâu đến nỗi mà giữ như vậy. Nhưng mà điều vua lệnh trời ông hận quá mà. Ông cung kính, ông nuôi quý thầy, ông cung kính đạo Phật, cũng coi như quốc giáo và cuối cùng vô hành khách ông đó. Ông tức nhưng mà ai bắt ra nó là thầy tu, nói chuyện giờ. Bởi vì nó trà trộn như là thầy tu để nó thì trở lại vấn đề thời Đức Thế Tôn cũng vậy, cho nên tôi cũng nói là thời Đức Thế Tôn, ví dụ như khi mà Hoàng Thái Tử đó đi bỏ hoàng cung đi đó, thì tới cái bìa rừng thì gặp anh thợ săn mà anh mặc đồ thầy tỳ kheo đó, đồ tu đó, lúc đó thì chưa có tỳ kheo, lúc đó chưa biết tỳ kheo là gì, mặc đồ đạo sĩ đó. Rồi Thái Tử mới hỏi chứ tại sao mà ông thợ săn mà mặc đồ đi đạo sĩ, mà sao tên tay ông mà sách thú cầm cung tên rồi. Ông nói tôi mặc đồ vậy thì mấy con thú đâu giống gần tôi, tại vì mấy con đạo sĩ thì đâu. Nhưng mà thành ra cái thời đại nào cũng vậy, hay có Phật là có quỷ ma, rồi quỷ ma nó trà trộn vô rồi không biết Phật ma Phật nó giả vậy rồi. Cả thậm chí mình nói ngay tâm mình không biết lúc nào là Phật, lúc nào là ma, phải không? Nó từ cái tâm mình cho tới mọi cảnh ở bên ngoài, thời nào cũng vậy hết. Bởi vì lúc nào cũng vậy, nó đi nó song song, nó đi liền với nhau hết. Nhưng mà nhất đời nào cũng vậy, nhất định nhờ ma nhiều hơn Phật vậy này. Thì những cái thế giới loài người này nó sanh diệt, diệt sanh này nó tâm nó buông lung mà. Có mặt ở quả đất này thấy nó hít xuống chứ đâu hít lên đâu. Người đa số là đi dưới đất nó hít xuống, cái quả đất nó hít con người xuống kia, chứ nó đâu có thể bay lên đâu, phải không? Thành ra cho nên nó phải cái nghiệp nặng nghiệp nó kéo xuống. Nhưng mà ngược lại thì ở người xưa nói câu là kêu bằng thuận đức giả xương, nghịch đức giả vong. Nếu mà mình thuận giả với xương, giả xương là nghĩa gì? Xương là xương ninh á, là hưng thịnh á. À hưng thịnh. Xương minh á. Xương ninh cũng được xương minh. Xương hai quai, thuận đức giả xương là thuận theo cái đạo á, đức đây là nó biểu hiện cái đạo đức á, thuận đức giả xương, giả là đó. Thuận theo cái đạo đức thì chắc chắn nó sẽ có cái phần hưng thịnh vượng. Mà nghịch đức giả vong, ngược với con đường đạo đức á, thì trước sau gì cũng chết, nhưng mà nó không còn. Thấy không, ví dụ như người xưa mình nói thôi, các người mà giàu có bóc lột người ta quá đó, thấy không? Rồi tới đời sau con cái này kia nọ nó nghèo mạt riệp tơi hết trơn, rồi nó hoặc là không có con kế tự, hoặc không ai thờ phượng đó. Mình nói ra ví dụ như mình nói ra về con cái ổng còn đông rồi cũng kẹt nè, đó là thôi nói không nói tên đi, ông hội đồng. Nó hội đồng được rồi, chứ bây giờ con cái không còn đâu mà. Nó hồi đó con trai thì lấy tiền đốt trứng đó, lấy tiền nấu trứng, còn ổng thì lấy con dâu. Mà con dâu thì ổng có thằng con trai nó bị khùng khùng, rồi mới lấy con dâu đó. Không phải không vậy mà giờ chết đó, coi như tới bây giờ này tính là không có cái bàn thờ để thờ. Rồi bây giờ chính tôi cái kỳ hồi trước khi tôi đi qua bên đây, tôi còn đi xuống dưới đó, tôi đi du lịch tôi mới thấy thằng con trai của ổng là anh của thằng cái ông mà để tiền đốt trứng đó, nuôi nấu trứng đó. Giờ ngồi trong cái biệt phủ mà giờ nhà nước quản lý đó, bán từng cuốn sách vậy thôi chứ làm gì. Trong khi cái nhà đó là nhà của tổ tiên mình, không thấy không? Đó mình thấy rõ ràng là trong khi vậy mình bàn thờ cha tới ổng không có cái bàn thờ. Thì cuối cùng hồi xưa ông có cắt cái ngôi chùa đó, thì mấy nhà ông có hiến cái bàn thờ đó, mới lấy cái bàn đó thờ ông có trong chùa đó. Đó là thời xưa thì ta quan trọng cái vấn đề đó lắm, thời nay thì tại mì ăn liền nó giống như nó không có quan trọng. Thời xưa thì ta quan trọng lắm mà,
cha chồng mà đi ở với con dâu là tôi cho là nghịch đức đó, theo hồi xưa đó, cho nên nó nói là nghịch đức vì giả vong đó. Ở quê tôi có cái ông đó, tôi nói hoài đó, giờ chắc ông chết rồi không thấy nữa, không thấy lần nào phải phát quà không thấy ông, rồi chắc ông chết rồi đó. Hồi đó là gia đình ông là chửi người ta đó, nói tụi bay là cái thứ ăn tấm ăn mặn tao nè, ăn gạo trên sàn chứ không ăn gạo dưới sàn đó. Coi như là tao mà tao lấy hột sò tao trội là lỗ đầu này kia nọ đó. Trời ơi, tới chừng đó nghe, tôi nói ổng là cái ổng tên ông 3B, nói thẳng tên và dòng họ nó không còn, tên là 3B. Ông biết ông suốt cuộc đời chỉ mặc được cái quần không, là kể sau khi mà bị đánh tư sản rồi đó, ông khom gì nè. Mà tôi hỏi ông á, thí dụ như con người mình làm á, mình làm trầy da tróc giải hồi xưa sẽ nghĩ ông bà mình khòm lưng là tại vì mua gánh bán bưng nặng mới khòm lưng. Chứ còn ngày xưa cái ông này nè, là đi học có người cõng, đi đánh bài có người sách, hồi xưa còn võ điểm, sách võ điểm theo tiền rượu theo để cho đi đánh bài, đi học có người cõng. Mà tại sao mà giờ là khom vậy không? Đó, bởi vì cho nên mình có những cái gọi là cái vô hình mình không thấy. Mà chứ phải chi mà ông cực khổ thì nó là ông khòm, phải không? Rồi á, hồi tôi nhớ hồi lúc đó cứ thấy vậy rồi cái giống như cũng có bà con, mà bà con họ đó thấy gia đình tan quan hết trơn rồi, vậy nó mới gửi đồ lúc đó Sài Gòn. Thì chắc gia đình ổng theo cũng họ thì cũng thời Pháp thì cũng có thể đi qua Pháp một số, theo tôi nghĩ vậy đó. Ổng thì giỏi tiếng Pháp, ổng là lớn tuổi hơn bà nội tôi rồi, thì năm nay không còn rồi. Lớn tuổi bà nội tôi thì bây giờ không còn rồi, bởi vì bà nội tôi đã mất thì làm sao không còn. Mà ông biết không, nghèo tới mức độ mà đi xin ăn cái đi lượm con gà thúi đó, trời gà nó chết, nó ăn gì nó chết thúi đó, lượm về mà vô ở trong cái chùa đó. Hồi đó cái chùa Phú Bủ á, chùa mà mấy đứa nhỏ kia rồi đó, thầy Phú Bủ còn luôn. Tôi kể mà chắc thầy không nghe đâu, thầy nghe là y bon, tôi kể không, tôi không quên á. Hòa thượng giờ còn đó, nhưng mà thường tiểu đường nặng quá rồi. Ông vô rồi ông ở cái mấy hồi xưa chùa nó có mấy cái hai bên Đông Lan Tây Lan, ông nhớ không? Ông ở góc vậy đó. Cái ông bắt cái ba cục gạch, lấy ba cục gạch đó, ông bắt ông là một tà ông táo đó. Ông mới nhúng gà vô, ông vỗ lông đầy vậy. Cái thầy ông ra thấy anh ấy, thầy ông nói anh B, trời ơi, chùa hồi xưa ông biết mà, cái thời bao cấp mà mấy ông thầy mà có chuyện gì cái là khỏi sống với mấy nhà nước đó, nó kiếm chuyện nên nó tống mà. Anh ơi, anh làm gà ở đâu mà anh đem về, anh nhặt lông, anh dục tùm lum về mà nghe nó cái mùi rồi anh bê. Ông nói thầy à, tôi nghèo tôi khổ tôi ăn, thầy hai chú cháu ăn làm gì? Là thầy đó có thầy hai chú cháu là giàu trong cái vùng đó, là sao, là mấy ông người gọi ông chạch á, là ông chú cháu thì ông chiên làm tương cháu rồi ông bán, còn ông thầy hai thì chiên hút thuốc bắc á, thì gọi là có thớ trong vùng thôi chứ còn giàu có gì thì cũng chưa biết. Nhưng mà thường mấy ông chợ thì ông hay có nhà ở chợ, đúng không? Dạ. Ông nói vậy, tôi nghèo tôi khổ tôi ăn, thầy hai chú cháu ăn làm cái gì? Là có nghĩa là tôi nghèo tôi khổ tôi mới lượm con gà này về tôi ăn á, thầy hai chú cháu phải ăn đồ tươi chứ đâu đợi đồ ăn đâu mà thầy nói ấy. Ông nói có nghĩa là cái ông này có trình độ, ông hiểu, ông nói câu vậy thì tự suy nghĩ. Và nguyên văn tôi không bao giờ tôi quên nha, tôi nghèo tôi thầy à, tôi nghèo tôi khổ tôi ăn, thầy hai chú cháu ăn làm gì? Thầy hai là thầy hai nước Bắc, còn chú cháu là ông chạch luôn. Mà bây giờ chú cháu thì có đứa gái, có cháu ngoại học chung tôi, giờ đang ở Nam Cali nè, không có điện thăm. Dạ. Yeah. Yeah, ở đó học chung mà thầy học tiểu học á. Thầy còn nhớ hả? Nhớ, tên là Đặng Minh Tâm, họ Đặng á. Rồi cái kể lại tiếp, mà cháu ngoại thì họ Đặng, họ cha. Cái kể tiếp cái tới trường mà người ta cho đồ ổng á, ở Sài Gòn cứ cho đồ cả đống á, mà đâu có mặc được, không bao giờ mặc cái áo được. Móc cời, móc cới gì nè, mà được khôm thì chỉ mặc được cái quần thôi. Cái rồi ổng nhét, cứ nhét, cất cái tâm lý mà ổng biết rồi,
nhét cát mà ở nhà chùa thì ông nhét tùm lum trên mấy cái đoàn tay, mấy cái chỗ nào mà nhà bếp rồi nhà củi rồi đó. Nửa đêm không biết kiếm không ra, cái nửa đêm gõ cửa thầy. Ông nói thầy, thầy mở cửa, tôi vô tôi xét. Ông thầy mà thời xưa mà ông biết nửa đêm mà nghe gõ cửa tội nghiệp ông thầy, ông sợ gần chết rồi đó. Cái nửa đêm mở cửa xét hộ khẩu hoài đó, là bao cấp nè. Kêu gõ cửa, thầy nói chứ, thầy hỏi ai, nói ông tôi ở bê đây, ông làm bê, ông cà lông. Có gì không anh bê? Thầy mở cửa, thầy, tôi xét. Tại sao thầy lấy đồ tôi? Kêu thầy nói anh bê, tôi mặc đồ đâu xong, tôi mặc đồ giả khò, tôi lấy đồ anh làm cái gì anh bê? Thầy đó quần áo nó quý lắm, không biết cái thầy năm tám mấy năm đó bắt đầu tôi biết đi chùa rồi đó. Thì vô nghe thầy ông kể lên mắc cười, chiều nào đi học về cũng nghe mà thầy ông gây lộn á, thầy kể chứ không phải là tự nhiên tôi nghe lại nghe, chính miệng thầy kể nha, ông kể tôi trước rồi cái thầy tôi mới vô tôi hỏi thầy. Chiều nào tôi hay ghé chùa đi học về cái đi ngang. Cái một hai thầy ông nói thầy không mặc mà thầy lấy cho cháu thầy mặc. Coi ông đó cái tức chết luôn. Thầy lấy cho cháu thầy mặc. Mà lúc đó đó thì thật ra lúc đó chùa chuyện cái thầy bao cấp. Ông ở ngoài hiên cũng đâu có quyền đuổi ông. Cái thầy đó nó lộn xộn đâu với hai ai biết ổng là người địa phương ở đó không biết không. Cho nên thì vậy mà chứ ổng vậy à, làm đâu có làm chức trị chính mẹ gì đâu mà nhà nước nó để ý chuyện đó, còn ai lạ là nó đốt liền á. Ngỏng cái thầy ông nói cỡ nào thầy mở cửa đi, thầy thắp đèn lên cho tôi đi. Thầy mà thầy nói thầy không có lấy thì thầy phải thề với tôi. Tại vì ông thầy bây giờ tôi thề cái gì anh, thầy mở cửa cho tôi thề. Cái thầy ơi nửa đêm mà ông quậy thì sao được, cũng ráng mở cửa vô rồi bật đèn. Hồi đó mà xài bằng đèn diêm á, diêm rồi mới bật cái đèn trong á, đòi thắp nhang, thắp cho ba cái nhang mà nửa điếu á. Thầy gõ chuông mới lên, gõ chuông mới lên đúng không vậy đó. Cái ông thầy ông gõ chuông hôm nay ngay chư thánh chư thần đất đai chuyên trạc thổ địa tới thần, tôi là Nguyễn Văn Bê, tôi nghèo tôi khổ, đồ tôi á thật, nếu mà thằng nào con nào mà lấy á, cho học máu ỉa ra máu ối máu dễ đùm đập chết, bê thì mình giỏi. Cái dân ông thề mắc cười, tôi mới nhớ mắc cười mà ông thầy ông kể lại mà cười rồi chết rồi. Ông nói đồ ngay tôi là Nguyễn Văn Bê, nghe đồ bê nghèo bê khổ mà đồ quần áo của bê người ta cho bê đó, mà thằng nào mà lấy đó cho học máu ối máu ỉa ra máu giải đồm độp chết, còn bê thì mạnh giỏi thế không. Cái đã đời thầy đã đời cái sáng sớm kiếm có vô xin lỗi, thế tôi chết chỗ kia tôi quên thôi, thầy cảm thông cho tôi nha. Mà ông thầy nói chấp mấy người vậy nhưng mà nửa đêm không để cho ngủ hết chứ. Rồi đó cái không bao giờ mặc được cái áo đó là ý tôi nói chỗ mà nghịch đức giả vong á. Má ổng ngày xưa chửi vậy đó, tao nè hột sòn tao là coi như là vàng tao lấy tao chọi bây là lỗ đầu á, coi như là tao ăn gạo trên sàn chứ không có như cái thứ tụi bay mà ăn tấm ăn thóc dưới sàn. Bởi cái câu đó sau này trong làng tôi nhắc hoài à, ai giàu đừng bao giờ nó ăn gạo trên sàn. Đi ví dụ như mấy người giàu đi thấy mua bao gạo là họ giấu, họ đâu dám, sợ ta chửi. Hỏi chứ ủa nay chị mua gạo trên sàn hay chị mua gạo dưới sàn, nó ngạo chửi nhắc gì đó mà đâu dám. Mấy người nhà giàu lúc đó nhờ cái tích này nè mà giàu không dám kêu hãnh đó. Nó mua gạo trên sàn đó, à đó trên sàn tương lai giống như ông Bê vậy đó. Cho nên nó không biết thời đó. Nhưng mà tại vì cái thời đó thời bao cấp mà. Mà tóm lại thầy nói cái câu chuyện như vậy là nhất định là cái triết lý nhân quả đúng lắm thầy. Đúng rồi, người xưa nói đâu sai không. Cho nên ông thấy không ông bà ngày xưa dạy, giờ tôi nói thiệt tôi nè, nói có Phật trời làm chứng nè, tôi biết được đạo lý, tôi biết được phần nào đó. Nhưng mà nói thiệt bữa ông tôi ăn mà lỡ đổ cơm tôi khum tôi lượm
trừ ra nó quá dơ thì thôi, chứ không dám, phải nhớ cái gương của ông bà nhắc vậy đó. Hột gạo là hột trời, ngọc trời cho. Đó, cho nên đổ cơm là phải, hồi xưa là mấy người mà đạo đức, mấy người mà có dạy con dạy cháu kỹ lưỡng là cơm đổ là lượm ăn đó, chứ không được bỏ đó. Đó, chứ nói chứ hồi xưa ông bà dạy con cái đạo đức từng việc dữ lắm đó, chứ mà mình ngày nay mình dư giả rồi mình xem thường. Dạ, con cảm ơn thầy. Đó, nhân quả là quan trọng nhất. Thật, nhân quả lắm thầy, thầy sợ nhân quả là thầy không dám làm. Bởi mấy cái câu là ai già ba họ, ai khó ba đời. Nên là người đời nói vậy. Mình đừng bao giờ mình khi người. Khi người. Dạ, cái đó thì đâu. Khi người đó là nó quả báo con dạ. Cái. Đố kỵ ghét ghen là con cái nó gánh đủ. Nên nói thi ân bố đức thì nãy thế đại xương ninh. Mà đố kỵ hoài quang thì tử tôn di hoạn nạn. Người mà biết thi ân bố đức thì con cái sau này nó giàu có. Rồi từ cái câu đó mới dịch ra là bởi chân kép trước, kiếp trước có tu, kiếp này con cháu dũng dù ngân ngang đó. Bởi chân kiếp trước vụng tu, kiếp này con cháu chổng khu la làng. Nó liên nó tương qua tương duyên hết, nó cộng nghiệp với nhau hết đó chứ. Rồi giờ mới làm. Ok, đó. Con đi làm ngang, cảm ơn thầy. Mai thầy cần gì không? Hôm mai có mua cho cái củ sắn.